Rồi 135 lên 65 các bạn. Bình châu Mỹ 34 nè. Rồi. Trước khi nổ máy em á thì mình vô cho bạn coi gói combo trong phòng Dino nè. Đó. Rồi tất nhiên mốt xe làm xong phải chạy vô phòng này thôi. Thì giờ mình làm cái gói combo cho bạn coi trước nè. Rồi. Giá cả đầy đủ hết nha các bạn. Đồ đạc rõ ràng cho bạn coi hết. Rồi mình bắt đầu đi từ phần bụng máy lên nha. Thì làm 65 thì mình phải vô tay dên nè. Tay dên thì mình chọn tay dên Uma cho các bạn nha. Bà đạn nè. Tay dên Uma nè, thấy không? Vô cái dên nè, thấy không? Vô nè, giờ bạc đạn thì mình đi bạc đạn xin nè. Cô vô nè. Rồi. Đó. Đã cân dục này nọ cho bạn hết là vô tay dên, xin vô tay dên. Ok, bạc đạn đầy đủ. Rồi xong. Phần lồng thì chúng ta sẽ lựa chọn lồng IZ, lồng TA, lồng XCK, có nhiều mẫu lắm, nó dao động không có nhiều á. Nhưng mà lồng tốt không các bạn. Đức kiến nè, thấy không? IZ chỉ nổi, ok. Bê tông 65 nè. Đó, rồi. Bạc nè, rồi, ok. Là dên lồng đúng không? Rồi chúng ta bắt đầu lên phần đầu nè. Phần đầu mình sẽ chọn bạn cái đầu super head. Đầu super head có nghĩa là cái đầu zin các bạn đem về nhà. Đầu super head đây, làm sẵn mình sẽ mấy cái đầu số bé là phải gia công là hết nha, theo đúng cái nạp xả 65 nha, chứ phải mua về gắn vô các bạn nè. Cái những cái đường trong này cũng phải gia công lại, là cái chảo phải gia tạc ra xíu đó, thấy không? Nó gia công trong cái lỗ đó, 40 lỗ vậy. Rồi trong cái lỗ nạp lỗ xả luôn đó các bạn. Ok. Rồi sẽ có cặp cò, cái đầu sẽ có cặp cò luôn. 4 số bắp là số bắp đồ chơi, là thường người ta gọi số bắp mà đen là số bắp đồ chơi không các bạn. Đó. Cam thì mình sẽ chọn cho bạn là cái cam Uma Jin R3 luôn. Dĩa cam có chó xả ở đây, cái dĩa cam tăng chỉnh là quay cam rồi mà có chó xả để nè, chó xả ở đây nè, có con chó chốt nè. Để các bạn lên cái máy lớn các bạn không phải đề nặng đạp nặng như Vinh Đôn nữa. Đó các bạn, đó, thường thường người ta lên cái này nó phải quay dĩa cam, mà dĩa cam truyền thống nó không có chó áp. Cái dĩa cam hiện đại giờ nó có chó áp rồi, nó sẽ cho cái đề đạp nhẹ nó kéo, ok. Chứ không bị củ đề nặng quá, ok, có lò xo đầu đàng hoàng. Giờ làm nồi là xo nồi cho các bạn luôn. Bố nè, đó. Bố TA 2 TA. Rồi ok. Rồi ok, chúng ta là phần đầu là xong rồi đúng không? Chúng ta phần IC, ngay phần mặt nạ là có IC thì mình sẽ chọn cho bạn là IC lập trình máy tính nha các bạn. Đó, ATE, đó. Đây. Có đĩa nè cho bạn về tự dọc được nữa. Đó, là cáp chuyển nắp nè. Cáp kết nối máy tính nè. Và lên máy tính là sẽ giống như vậy nè. Đó bạn, nè. Nè có chỉnh dòng to nè, giới hạn to bạn có thể chỉnh 15.000 hay tùy theo mặt máy bạn chạy. Này điện lửa chỉnh đây nè, lửa này nè, nó có phần hướng dẫn giữa chả nó. Đó, khóa RPM này nè. Chỉnh sửa nè, kết nối máy tính nè. Tăng HP đó, ok bạn tự dọc. Rồi cục EQ đây, EIC đây. Rồi ok. Rồi, bích tông có trái bích tông bạc ắc đầy đủ luôn, trái 65. Đó các bạn. Đó, rồi xong chúng ta vòng qua đối phần bình xăng con thì chúng ta sẽ đi bình nắp dao. Nắp dao Mỹ 11 nha bạn, hàng này rất ok nha, nên mình chọn bạn tiết kiệm chi phí mà lại ngon nha các bạn. Co xăng nè, lọc gió tăng tốc đầy đủ hết, có cao su. Đó, tổng thể nhớt, nước nè, đó ok. Và phải có quay cam đo nén bằng đo thể tích cho bạn đầy đủ hết luôn. Xong lên bàn Dino chạy lấy xăng ok cho bạn. Chuẩn xăng, canh đúng cái bát xăng trong này ok cho nó nuốt xăng mạnh tí nha bạn, để cho xe mạnh ha, nuốt xăng nhiều á. Ok, bạn muốn canh tiết kiệm mình canh tiết kiệm luôn cũng được. Đó. Và cái bô móc, bao bô móc cho bạn, còn bạn thích đi bô tăng thì bô tăng, nhưng mà thường thường 65 thì mình sắp cho bền bền thì đi bô móc để né Hugo. Đó bạn. Ok nè. Tất cả thì cái gói này tầm 15 triệu đến 15 triệu rưỡi thôi. Đó bạn. Đó. Tay dinh Uma, đầu Superhead, lồng ICS, bô bao nguyên cây, là bình xăng nắp dao, IC lập trình, nhớt, nước, bố nồi, được. Cam R3, giờ dĩa cam có tăng chỉnh cho áp luôn nha các bạn. Đầy đủ hết luôn, lồng ICS này nọ đó. Rồi dây ga này nọ nè. Bít tông nè. Và một điều đặc biệt trong cái gói này, ví dụ mà bạn nào thích im yêu khoa học về mà tự ráp thì có thể tự mua về thì mình tư vấn luôn. Bít tông móng mắt sẵn bạn về chỉ ráp như zin thôi. Hoặc là bạn biết quay cam thì bạn có thể quay cam cũng được nha các bạn, nó vẫn chạy được nha các bạn. Còn nếu mà bạn không biết quay cam thì bạn cứ ráp vô chạy cũng rồi 8-10 nha các bạn, tại vì có chảo này, có nén đúng rồi, cái canh nó ok, nó rất là độ bền nó cao nha các bạn. Đó, ok, các bạn có thể tự về nhà nghiên cứu thêm
đó, IC nọ lên cách nối thì tự bạn dọc, bạn thích dọc gì đó thì bạn dọc các bạn đó. Rồi xăng thì mình tư vấn mấy cái bác về cho bạn canh luôn đó, thả vô là chạy, hoặc là mình thả thẳng cái bác cho bạn canh luôn, tự chạy, hoặc là thả cho bạn bác về thả vô là chạy luôn các bạn. Là có full combo cấu hình, giờ bạn về tụi bạn tự nghiên cứu sau. Còn ai mà không biết thì muốn thấy cái dọ giá thì cái combo này đồ đạt như Tây Genuma, lòng xét này nọ đó, thì thấy đồ đạt rõ ràng á, thì có bạn thứ hãy qua mình làm cho bạn. Ok, bây giờ mình nổ máy nè, cho bạn nghe độ êm nha.